Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, chào tất cả anh chị em nhé mọi người nhé. Hôm nay em với lại Đồng Thiệp lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em. Cả live stream ngày hôm nay cũng rất là nhiều những cái dòng fan mới. Dạ. Anh chị em nào mới vào hoặc vào sau cho em xin một nút chia sẻ mọi người nhé. Dạ vâng. Mình cùng tương tác với nhau đúng không ạ? Dạ, để em lấy những cái sản phẩm mới trong buổi sáng ngày hôm nay có mặt tại bên xe máy Hoàng Kiên của em. Có những chiếc Eranmos, chiếc này thì là cũ rồi nhưng mà giá sẽ là giá mới. Đấy anh ạ, rượu thì cũ nhưng bình mới, em sẽ đưa cái giá thật mới để cho các bác có nhu cầu tiếp cận với xe một cách dễ nhất. Đúng không ạ? Eranmos 216. Đặc biệt đây là sản phẩm hôm qua có một chút gần lai thành công khi mà mua được, nhưng mà cuối ngày vẫn chưa mua được, đến hôm nay mới là giao dịch xong được. 2000 cây các anh em nhé, 2000 cây. Đẹp, không tỉ vết, 150. Đấy, tí em sẽ tả chi tiết cho các bác. Phía xa đằng sau những chiếc Quay RX đi ăn đi làm hay là Blade trắng, hôm qua em về một chiếc rồi, hôm nay là một chiếc vâng, khác Tống Cương. Đều là những cái chiếc phù hợp cho các anh chị em. Bên cạnh này là một chiếc Vision 2022. Vâng. Có hai chiếc nhá. Đấy, em rất thích bạn Đức đưa ra những cái mẫu để các anh em có thể so sánh, như là 2022 khóa chìa và 2022 khóa sờ mắt cây, lệch nhau khoảng đâu đó hơn 2 triệu để các anh chị em nhà mình cân đối lựa chọn cái form mình thích, mình ưng. Zin Việt. Máy zin 22. Đấy. Anh em xem âm thanh ánh sáng có okay không mọi người? Có một chiếc 21 hôm qua còn lốp zin, cũng chưa anh em nào cọc, thì hôm nay một chiếc 22 tiếp tục. Đấy, liên tục về để anh em có nhu cầu có thể chọn những cái mình thích. Đấy, mình ưng. Rồi, chiếc Ablet bản chế cơ anh em nhá. Chiếc NV155. Vâng. Rồi một chiếc Excite 155 ạ. Chiếc Ablet bản đèn bi. Đấy, và rất là nhiều những rồi, nhiều nhờ. Hôm nay nhiều quá. Liên tục lên cho các anh em xem. Rồi, bản Ablet trắng này, Winner này, P6 này, Winner V này. Rất là nhiều anh em nhá, và tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Anh em mới vào cho em xin một nút chia sẻ đúng không ạ? Anh em cứ comment anh em mình cùng giao lưu với nhau, cùng chào nhau đầu like được không mọi người? Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nói nóng nhờ anh em nhờ. Nãy em vừa khoác áo khoác xong. Em là cởi sẵn ra luôn để phục vụ các anh em nó đấy, từ vừa, trước like luôn cho nó rực rỡ. Đấy, vừa khoác áo khoác sang ra đến sang đến nơi thấy nó nóng rực rỡ đây. Rồi, cởi anh áo em khoác là được rồi. Cho anh sáng là ok rất đúng là nét rồi. Rồi, anh em mình cùng tiến hành đến với những các sản phẩm hợp lý có trong buổi like ngày hôm nay đây. Có 82 tầm 40 triệu không? Việt Nam chiến thắng. Hơn 80, hơn 40 đi, hơi 50. Xe hơi 50. Và chính xác là 50 nhưng mà chắc tầm này em xuống 49 rồi. Đã thế phải xuống chiếc 82 của anh Sáng. Nha anh nhờ. Xe X155 đời bao nhiêu? Đời 2021, 2022 nha anh. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Vâng, form mới nhất. Anh, bản, anh Đức Văn. VVA. Đây, các anh em cùng đến với một chiếc 2000 cây nhá. Cam kết với em các bác, có anh Lê Đạo 2000 cây, 150. ABS, các bác nhớ cho em là ABS là bản đắt nhất. Đấy, với phân khúc ABS 150 thì nó là đắt nhất rồi. Tất vâng, cả thiệp như chú rể ấy. Vâng. Vâng. thôi cho nó sáng ạ. Mới nay xanh lên nha. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Không nên cứ lo lắng về vấn đề ăn xăng. 150 thôi nhưng nó cũng chỉ có 2 lít 24, rất là hợp lý về vấn đề tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Không như ô tô cái chấm cao tốn xăng, chứ SH 150 đôi khi nó ăn còn tiết kiệm hơn cả 125. Đấy. Tất cả là zin hết các bác nhìn này. Vâng. Zin hết. Zin hết. Này. Mẹp. Siêu mới anh em nhá, một chiếc SH mặt nạ thể thao. Mặt nạ độ. Đấy, họ còn có sẵn để tặng cho anh em nào có nhu cầu. Nhu cầu các bác có thể nhu cầu. Hay cái để chân. Chờ em một chút anh Đức Văn nhá. Vâng, tí em sẽ lên đây các anh nhìn 2000 cây nó ở cái ống đuống này, đấy, ở cái hơn 30 thôi. Ống kim này. Zin hết này. Lốp tất nhiên là zin hết rồi. Tất cả hai lốp đều của 2020 hết. Vâng, anh Ngô Toàn. Xe 150 ABS 2020. Em nổ cho anh em nghe nhá. Rồi. 29L182962. Vâng. Hàng là 2000 cây, zin từ tay sách. Các bác kiểm tra nhá, zin từ tay sách đến Oppo, đến tay phanh, tay nắm hay để chân gầm đều nguyên bản hết. Tất cả mọi người. Thì, rồi anh em đang khen Thiệp hôm nay mặc áo giống chú rể quá. Rồi phanh ABS anh em nhá. Vâng. Ở 2020 150. 2020 2000 cây ABS 2000 cây. Nhấn mạnh lại một lần nữa để cho các bác có thể chiêm ngưỡng cái 2000 cây từ cái thông số chuẩn hay là chức năng ABS đúng không ạ? Hay là các phím này, đèn còi xinh nhan, tất cả đều zin hết, hay là tay nắm này, đây là tay phanh này, chưa một lần quẹt, chứ đừng nói đến các cái gầm này hay các đây, cái anh em nghe tiếng máy này. Rồi. Đặc biệt các anh em ơi, những thời gian này cái dòng 150 họ dừng sản xuất rồi, họ ra 160 và 160 ABS bây giờ các bác đăng ký xong đều trên 100 cả. Bác nào có xe có thể nắm bắt giá rất là rõ ràng đúng không ạ? Thì các bác không thể mua mới, nó cao lương cao tài, giá bao nhiêu? 2000 cây. 2200 cây, các bác bỏ ra 86.500.000. Hoàn toàn hợp lý so với cái mức trên 101 mới, đúng không ạ? Đúng rồi. À, động cơ 150 và 160 anh em đã được trực tiếp test, không có khác nhau nhiều. Hình thức thì hệt như nhau. Đây, anh em ạ, thậm chí 160 là còn độ zoom còn to hơn cơ. Các anh em còn
còn chưa được thật sự nhiều anh em tin dùng. Đấy. Vâng. Cái độ khác nhau không có nhiều. Nhưng 350 thì nó khác hẳn, chứ 150, 160 gần như không có sự khác biệt. Còn về 2200 cây thì các bác có thể tự tin với cái sản phẩm lướt, gọi là lướt được đúng không ạ? Nhược điểm thì do nó là 2020, hàng gần như gọi là hàng cắt chiều, lâu năm một chút, đấy là nhược điểm duy nhất của xe, nhưng về đi thì nó cực kỳ ít. Đấy, giá vâng. Để cho các bác nhé. 86.500.000 anh em nhé, biển 29N182962, 2020 phanh ABS chạy 2000 cây nhé anh em nhé. Đấy. Siêu mới đúng không ạ? Từ bên này còn một chân cầu. 2020 anh em đi ít thật. Đúng rồi, rồi hàng đắp chiếu rồi, hàng này chính xác là hàng không đi được các bạn. Tất cả những cái này vẫn còn zin hết, tất toàn bộ vẫn còn zin hết. Bình thường là hầu như là cái tay sách 2020 đến giờ là hay bị bắn tỉa lại, nhưng con này thì không anh em nhé. Đấy, 86.500. Rồi. Một mẫu zin. Chắc tối hôm qua Thiệp mới tân hôn. Sếp em có nhắc nhở là các anh em bán hàng là lưu ý là phải áo trắng. Đấy, áo sáng màu, áo trắng. Nên đấy, là em áo trắng. Sắm một lượng áo sáng màu khác. Thôi, cũng là để đợt này lạnh nên toàn mặc bên trong nhiều, các bác không thấy thôi, chứ em cũng mặc áo sáng màu nhiều đấy các bạn. Cũng sáng cho nó sáng trẻ chút, lên like các bác bảo trông nhừ quá. Đúng rồi, vì là hôm nay mặc... Thực tế trẻ ấy, thực tế trẻ hơn. Rồi. Nhấn mạnh. Tự khen mình trẻ anh em ạ. Ôi, nó cũng ít tuổi mà anh em, tôi... Cho tí cho nó trẻ trung nhá các anh em nhá. Vâng. À, giám đốc đi Điện Biên, nhân viên ở nhà em bán rẻ mà, bọn em bán được giá hợp lý toàn mà, các giá 86.500.000 một chiếc xe hát 2200 cây đúng không? Đấy, em nhấn mạnh một lần nữa, 2200 cây cho những chiếc nắng xe hát như vậy. Hôm nay lại chói thế nhỉ? Đẹp mà, thời tiết rất là đẹp luôn đấy ạ. Rực rỡ, nắng ấm rực rỡ rồi. Mời anh em đến với chiếc Zin, đầu máy 1 năm 2012, hàng là máy Zin. Nhược điểm thì đây, em đi nhược điểm trước cũng được, nhìn thấy ngay cái vị trí mà họ hay lắp cái khóa càng vào, nó hay bị rôm. Đây là cái... còn đẹp, nói thẳng là vẫn còn đẹp luôn. Anh quay cái đầu vò, giòn cờ bị gãy thôi chứ còn hàng zin nhá, đã thẩm định rồi. Ánh sáng nhìn ra máy thì không thể tránh được rồi. Thực ra với những các cái đời này đang dọn ra máy rất hay bị lỗi một chút hai bên ra máy zin biệt. Các anh em nhìn đấy là ra máy còn zin ở đây. Hộp xích zin này, các ống trục. Ống trục này trước này em đã từng like rồi, em vẫn nhớ cái chỗ ống trục này thay rồi. Nhớ chi tiết. Chân nan này vẫn đẹp đúng không ạ? Vành Goxi chân nan được lườn đây. Em đầu máy 22 các anh em nhé, đầu máy 1 năm rồi, 151 22 chuẩn rồi. Có những cái như là chân trống này hay là da máy này là đã spa lại. Ốc trục sau này là spa là thay. Đấy, còn lại là vẫn chân nan hay mai ơ hay trục thụt đúng không ạ? Còn zin, bô thì lên bô 2543. Hai cái da máy là vào là chính xác nhất chứ không phải sơn. Các bác nhé, họ vào một cái da máy điển hình là lên rong xanh ở giữa côn điện. Vâng, hệ thống master. Ok rồi. Anh. Bóc ni lông nên là nó đang dính. Tay đang này đang bắt đầu vào dọn nha anh em nhá, bắt đầu vào đang dọn. Đang bóc ni lông đánh bóng đẹp. Vâng, 2012 ạ, một chiếc Dream Việt Nam. Đã sơn qua một chút lừa này rồi. Cũng đã có những cái tỉa, có những cái dọn nhất định các anh em nhá. Nhưng mà được cái ưu điểm đó là đời cao. Máy zin đấy, nên các bác nếu mà lựa chọn zin Việt đời chót, đây đời chót rồi, đời 22 đầu máy 1 năm là đời chót rồi các bác nhá. Mà lại được máy zin thì các bác cũng nên cân đối, giá cũng hợp lý thôi. Trên line hôm nay em để là 27.500.000 đấy, với những cái phân khúc giá này cho một chiếc zin Việt máy zin anh em máy nghe máy này thì cũng rất là hợp lý. Vào thì em vừa giải thích rồi, có một chiếc da máy này hay là cái trục này thì thôi, đó là những cái mình nhìn thấy được, anh em cũng châm trước cho hay chân trống thì thôi bỏ qua đúng không ạ. Đấy, hai bên da máy vào mới để đẹp. Quay một vòng đời này không thể tránh được. 27.500.000 dọn lên cho các anh em luôn nhá. Nếu là thế thì thôi, nó đang dọn dở đây các anh em xem này. Bao được. Dọn cho anh em luôn mọi người nhá. Đấy, bao cái tay nắm này cho em nhá. Con này em mua. Đánh bóng dọn dẹp. Rồi, là sẽ hoàn thiện, là ngon lành cành đào lên hết. Zin Việt Nam, hàng máy zin, đầu máy 151. Đấy. Được cái độ bộ như là mai ơ trước mai ơ sau cũng tương đối, chân nan vành bánh là được. Đồ nhũ thì chỉ nhược điểm ra máy thôi. 27.500.000 anh em nhé, biển 29H12079 6 2012. Vâng. Đại khái là xe nó cũng vừa mới về thôi, mộc mạc nó chưa dọn đẹp. Thì thường thường là những anh em nhìn thì cái độ bắt mắt nó cũng chưa cao đúng không ạ? Vâng, nên anh em là hơi cao hả anh? Vâng, cũng là hơi căng anh Trần Liệu ạ. Thực ra là zin Việt các anh nhá, một số các anh cũng sẽ cân đối. Vâng. Nếu mà đẹp tầm hẳn này, thì nó tầm cao. Này là mua zin Việt hơi khó. Khó các sự anh. Ra tầm vì này nếu mà mua bán 27 năm dao động tầm 25 triệu đấy, để zin Việt đời 22 hoàn toàn bọn em phải nhập ở cái cưỡng
25 đúng không ạ? 24 đến 25 sau đó em dọn dẹp lên nữa thì 275 là giá ra cũng là 2,5-3 triệu trên một đầu xe. Nguyễn Nhàn đang hỏi là có Vision 2014 không? Màu trắng hoặc màu có xanh? Có luôn ạ, em có một chiếc biển Hà Nội 2014, nó là form cũ, form đầu anh nhá, Vision form đầu, chỉ khác là vành trắng em nổi ni nốc thôi, chứ nó là form trước, bán ra tầm hơn 16 triệu. Anh có thể báo hotline để gửi ảnh chi tiết cho anh xem chiếc Vision trắng đời 2014. Sang 2015-16 là form khác, form đời chung thì giá phải xem 20. Đấy, để anh cân đối lựa chọn những cái chị, lựa chọn những cái form chị thích. Rồi, vâng, 2022. Em ơi vào tắt đi. Một chiếc 2022 Vision, vâng. Bản tiêu chuẩn nhá. Bản Vision có 4 bản các anh chị em ạ. Bản tiêu chuẩn là vành trắng, chìa khóa thường. Bản cao cấp là vành trắng, chìa khóa smart key. Bản đặc biệt là vành đen, khóa smart key. Và bản cá tính là vành đen to, khóa smart key. Thêm một bản mới ra nữa là bản thể thao. Nên tổng là có 5 bản. Đấy, để các anh em có thể lựa chọn. Rồi, hàng tiêu chuẩn nhá. Đấy, giá hợp lý thôi, 2022. Đấy, để anh em nào có thể lựa chọn. Biển phố 29C1 anh em nhá, 982-17. Anh em biết đấy. Vâng, khóa thường nha anh em nhá. Chưa được khóa smart key, khóa chìa khóa đầy đủ. Đèn LED này, anh có thể quay cái đèn LED đằng sau để cho anh em nhận này. Đấy, lên được cái đèn LED này. Lên đèn nháy nháy đúng không? Đèn nháy nháy. Ừ, anh em đây là gọi là dân chơi. 5.800 km ạ, bản màu trắng ngọc trinh anh em nhá. Màu trắng đi rất là hài hòa và gọi là nền nã. Anh chị em nào cũng có thể đi được. Đấy. Rất là đẹp. 31 triệu. Đây là những cái giá cũng phải trao đổi là các anh em nào đang cần một chiếc xe lướt cho em hơn 5.000 cây. Lướt lát anh em nhé, lướt lát này. Tất cả những cái này zin hết này. Đấy, tay cầm tay kiếp vẫn còn zin. 5.800 km anh em nhé. 31 triệu, biển Hà Nội sẵn rồi. Đấy, nhiều các bác sẽ so sánh với xe mới thì thật sự cũng trao đổi là không lãi được nhiều đâu. Nhưng mà thôi, nó có biển sẵn rồi, đầy đủ hết. Các bác chỉ việc đổ xăng và lăn bánh thôi. Mới lắm anh em nhé. Thì lựa chọn cho em những chiếc như thế này. Rất là mới ạ, 31 triệu đồng. Đấy, một chiếc Vision. Anh Triệu Tư có bán trả góp không? Có trả góp anh Triệu Tư nhá. Nếu anh phải liên hệ với các bạn hotline để được check qua một chút hồ sơ để được xét duyệt theo mức độ trả góp như thế nào. Tóm lại anh cứ không nợ xấu là được anh ạ. Anh cứ không nợ xấu là có bên thứ ba, bên em phải có can thiệp từ bên thứ ba nữa. Bên em không trả góp nha anh em nhé. Có nghĩa là bên em không làm trả góp, có một bên thứ ba nữa sẽ liên hệ trực tiếp với anh và làm việc với anh em cứ không nợ xấu là ok. Đúng rồi. Vâng. Vision là 31 triệu nhá, 2022, khóa chìa. Rồi, tiếp theo là một chiếc S21. Đấy, toàn những cái phân khúc hơn 30 một chút là các anh em không thích Vision chuyển hẳn đến S21 được. Nó chỉ khác là lùi lại một chút. Ví dụ như chiếc này thì 2016, đời cuối cùng của bản khóa chìa S21. Máy 125, hàng của Honda thì nếu mà là xe nữ S21 thì là xe hạng sang rồi. Dùng rất cực kỳ lành và chất, đồ zin. Xanh cốm. Rồi, đồ zin lốp này. Anh em nhìn đồ nhũ này, rất là đẹp luôn. Màu này cũng đang sơn zin bóc ni lông này, vẫn chưa bóc hết này các bác này. Dán ni lông chủ dán. Hàng là hàng đẹp các bác nhá. Từ cái gầm này này vẫn còn nguyên bản này các bác nhìn. Chân trống này vẫn zin này. Anh để chân này, hay ra máy này. Cái chiếc này ra máy còn chưa có tỉa tót gì cơ. Đấy, để các bác thấy. Hàng thụt cũng nguyên bản theo xe. Nhược điểm chắc là do biển tỉnh nên là bán ở đây nhiều khi các anh em hơi kén một chút thôi. Biển 98 nhá. Vâng, Bắc Giang anh. Rồi. Em biển 98B2 75545, một chiếc S21 đời 2016. Cả xe có đấy. Cái tay sách cái Oppo thôi, còn lại là zin hết để cho các bác nào, các chị em nào ưa những cái ưng những cái màu xanh cốm, một trong những cái màu cũng rất là nổi trội từ những năm 2015 là bắt đầu ra cho S21, các bác rất là nổi luôn, màu này luôn luôn đi với cái tem vàng rất là đẹp. Đấy, cái tem vàng đồng này, màu đẹp, màu sáng, sạch sang. Giá tiền thì hôm nay trên line 33.800.000, hoàn toàn là các bác mua Vision một bước chuyển sang S21 là bình thường, đúng không ạ? Hơn 30 triệu các bác mua Vision, đấy như chiếc Vision vừa rồi hoặc Vision màu trên kia. Nhưng các bác không thích Vision vì máy nó 110, nó nhẹ, nó nhỏ, hoặc là cũng là hàng xe thông dụng thì các bác lên một chút xe sang hơn thì sang S21 giúp em. Đấy, máy thì 125, khóa chìa, cốp thì cũng đổ xăng ở đằng trong, cũng như những chiếc Vision bình thường dân dã. Nhưng mà nó sẽ đanh hơn, chắc hơn và đầm hơn, cũng là sang hơn. 33.800.000 S21, biển 98 các anh chị em nhé. Rồi. Em vẫn nhớ chiếc này live bữa trước đây, màu trắng đúng không ạ? Hai khóa 14.500.000, bản nẹp mạ inox 6 nan. 6 nan này. 2, 4, 6. Đây Ablet màu trắng đây anh Kim Lê ơi. Giá thế nào? Anh em đang hỏi giá thế nào? 14.500.000 Ablet, hàng vâng, là cơ còn nhá, đầu có chỉnh. Mới live kia đúng không?
Vâng, mới là hôm kia em báo nhưng Đức cứ dắt ra thì em vẫn dắt lại thôi. Nửa sau là zin, tem hoặc đồ sau là zin. Có đằng trước là có được sự sờ ba nhất định rồi. Đấy, các bác nhìn cũng có thể dễ nhận ra được. Rồi, một chiếc Calet 2010 nhé mọi người nhé. Rồi, 2010, bản nẹp mạ 6 nan. Đây, cái lớp này là có hai cái màu khác biệt, là các bác bên này nó chưa bóc ni lông nhé, bên này bóc ni lông rồi. Đấy, nên nó có sự khác biệt thôi. Đấy, còn hai bên này nó xuống thì nó cũng như nhau thôi này. Đấy. Rồi, hàng thì mộc mạc, cũng là nói chung là lâu năm rồi, các bác xác định cái hàng này là cũng phải đồng thì quan điểm là nó cũng đều đều thôi, chứ còn đẹp gắt thì nó cao hẳn các bác nhé. Đẹp gắt những chiếc như sếp em trả đến nọ đến 20 cơ, đòi mà trả 18 năm cơ thì nó đẹp gắt. Còn những chiếc này thì em nói luôn rồi, nó được cái là bình thường đều đều chạy chất với phân khúc giá hợp lý 14.500.000. Cơ thì còn, đầu thì chỉnh trọt qua rồi, không thể tránh được, như cam cò hay là Supap hay là nhấc phần đầu ra rồi. 14.500.000 anh em nhé, đời 2010 màu trắng, 2010 màu trắng. Được là biển Hà Nội, được là đẹp mạ inox này. Đấy, 6 nan đời chót cuối cùng. Đúng, hôm nay rét thế, đầu sáng dậy em đi ra em còn khoác cả áo khoác cơ. Thế nhưng mà nóng quá thì em phải cởi áo khoác ra, may mặc cái áo này, không thì nó khoác áo khoác là chết ngốt. Không thì mặc cả áo khoác. Rồi. Ok, rồi. Được rất nhiều các bác ưa chuộng những cái mẫu form đèn LED một mắt này, gọi là LED một mắt. Đây, NVX155, rất là nhiều anh chị em đang thích, anh em thì chính họ xác hơn. Những đấy, anh em đậm đậm một chút, đô đô một chút. Cao to đậm đậm người. Lên những cái form dáng xe ga, đúng không? Nếu mà SH không ra 160, 350 thì gần như NVX sẽ thống lĩnh ở cái hạng mục CC cao nhất, 155, đúng không ạ? Bình thường LED có 150, bây giờ LED ra 160 rồi, đúng không? Rồi. Bắt đầu đẩy nhanh, nhưng mà 3.200 cây anh em nhá, 3.000 là ra đầu tiên. Rồi. 2021 chạy có 3.200 cây thôi, bản đen tần 155 nha anh em nhé. Biển số này là 236B849792. Đây, bản sàn anh em quay lại rất cho là em một lướt nhá. Sơn hàng gì? Có mấy nghìn cây thôi, các bác có thể nhìn những chi tiết như cái bản lấy yên này đấy không ạ? Nó mực sơn này, chưa có tháo này. Đây là khóa cốp dự mở dự phòng nhá, nhiều các bác không nhận ra nó sẽ mở ở dưới gầm cốp này khi mà mình quên khóa ở trong cốp chính. Cốp siêu siêu rộng luôn. Đấy, với các xe nam thì hàng của NVX cốp sâu hơn. Rộng thì cũng chỉ như LED nhưng mà nó sẽ được sâu hơn để được thoải mái và thêm được cái cụt khí dầu. Nhìn nó cực kỳ khỏe khoắn đúng không ạ? Hàng Yamaha rất hay có những cụt khí dầu này. Vâng. Rồi. Đời 2021, biển 36. Chạy hơn 3.000 cây đây anh em ạ. Câu chuyện của mới vẫn là hơn 50 các anh chị em ạ. Đấy, nhưng những dòng Yamaha này các bác mua lại giá sẽ hời hơn, lợi hơn rất nhiều. Đấy. Trên line này em để ra cho các anh em nhà mình. Cho anh em rửa lại nhé. NVX anh em biển 36, vâng. 38.500.000. Chính xác là đã lỗ rồi, 2 triệu. Đấy, thời điểm mua là 40.500.000, xếp vào bán lỗ 38.500.000 anh em nhá. Một chiếc đơn giản là nó có 3.000 cây. NVX ABS. ABS một bánh trước. Đấy. Rồi. Hàng là các bác cũng đổ xăng và lăn bánh thôi. Lướt 3.000 cây thì cũng không cần quá cần okay, cầu kỳ. Ok Phạm Tiến. Vâng. Cần tìm Novo 6 anh Nguyên Bình. Em còn Novo 5 được không ạ? Novo đúng 6 rồi. Thì hiện tại em đang không còn hàng rồi. Có con Vision nào đẹp không em? Anh Vân chiếc màu đỏ được cần... anh. Em nhiều đấy ạ. Luôn. Vâng, Vision thì em vừa like con 31 triệu màu trắng lúc nãy đấy anh. Xe lướt lát đi anh ạ. Con đấy Nguyễn Nhàn, rất là đẹp. Con lít đến 13 rưỡi được không? Em không hiểu chiếc lít nào anh ạ. Em có con xe nào chủ anh lên bàn thắng. Thờ không mua cho rẻ em dùng Hoàng Thạch Kiên. Thường là anh chọn những cái chiếc như là cúp 79 ở trong nhà em, đúng không ạ? 79 hay là 67 hay là những cái dòng xe em nghĩ là năm đấy thì khả năng cao cũng có chứ anh, đúng không ạ? Bây giờ Novo 5 bao nhiêu tiền? Con Novo 5 đấy chưa đến 10 triệu anh ạ. Đang dọn nên là chưa hoàn thiện được. Rất nhiều xe như anh có nhu cầu nhá, giá rất rẻ thôi, 79 đầu tiên em bán có chưa đến 10 triệu. Anh Hoàng Thạch Kiên anh ấy đang nói đẻo mình để trụ cụ nào lên bàn thờ rồi thì xe nát bét rồi còn bán được cho ai nữa. Nhiều khi là do lâu năm quá thì các bác là tầm anh ấy hỏi kiểu Đà Thiên Thái có không shop Đà Thiên Thái em nhiều anh Minh Tiến ơi. Vâng. Em Thiên Thái em thì thực ra xe cao tiền em đang hết. Tại vì vẫn đang muốn mua xe cao tiền vào nhưng không đấy, có. Cũng đang nhập tin đều đấy, như hôm qua em giờ nhập một chiếc 2011, hôm nay em nhập một chiếc 2012. Thì đấy là Việt, còn Thái thì hiện tại đang mong muốn các bác nào có nhu cầu không dùng có thể chuyển nhượng lại để em có thể đưa đò, vì cũng rất nhiều các anh em đang hỏi trên line. Cứ xe đẹp mà em mua bình thường nha anh em nhé. Cứ cố gắng Dream Thái nhập thường xuyên để phục vụ tất cả các anh em nhé. Các cứ anh đẹp. Em chú ý những buổi live liên tục về. Cứ Dream Thái đẹp dòng gì bên em cũng mua nha mọi người nhá. Tại vì là
cứ đẹp là anh em kết thôi, cứ đẹp là anh em có nhu cầu, nhiều khi cũng có cao hơn so với lại bình thường một xíu thôi, tầm khoảng vài trăm nghìn. Nhưng anh, mà anh em vẫn có nhu cầu bình Đinh thường. Đinh Hải hỏi Dream Việt. Có chứ, anh em vừa like một chiếc ạ, 275, và một chiếc hôm qua còn lốp là 28 triệu. Anh Minh Minh SH vâng, nào anh, đẹp Ngô không? Nhiều SH lắm ấy ạ. SH em vừa like chiếc vừa rồi có 2.200 cây. Novo biển ở đâu vậy? Biển Hà Nội nhé, Ngô Thiên nhé. Vâng ạ. Con có con quay GSX à? Vâng. Nào không? Giờ rất nhiều anh. Thích form đấy không hay là thích form nào thì em bảo Đức đưa ra. Novo năm đấy là màu xanh anh ạ. Màu đỏ. À, màu đỏ, ừ, màu con đấy màu đỏ. Màu đỏ anh ạ. Hôm qua hay hôm kia em mới huệ like đấy ở trên tầng 5. Vâng, trên tầng 5. Đúng rồi. Đỏ đen 212 anh nhá. Giá em để ra chiếc đấy chắc Novo đây em để cho anh thôi, lấy giá chưa dọn 8 triệu thôi. Lên dọn nhanh, nó like 8 triệu rưỡi nhưng mà anh đã hỏi 8 triệu, anh có thể xem lại buổi live hôm nọ hoặc có bảo các bạn online gửi ảnh ạ. Vâng, chưa dọn đúng không? Con này rồi, chưa dọn. Chưa dọn. Mời các anh rồi, em một... đến với một chiếc Exciter Yamaha anh em nhá, bản VVA. Quá màu... smart cây. Đúng màu... rồi, Exciter bắt đầu đã cũng đã có những sự cải biến nhất định như là smart cây, sau đấy là những bản ABS tiếp theo. Cũng phải cập nhật những cái công nghệ vào để làm sao cho khách hàng có thể cân đối. Đặc biệt là Exciter lên ABS là em hoàn toàn ủng hộ. Vì bản thân các anh em nào chạy Exciter có thể công nhận với em là đây. Khi dẫn phanh bóp phanh, cái hệ thống phanh ngang xe rất cao. Khi trời đường trơn trượt mưa đấy, sang ABS nó sẽ có được an toàn rất cao. Nhưng mà đấy là câu chuyện mới nghe được thôi. Nhưng con này thôi. Anh em dắt vào bảo rửa xong cũng cho lên nhé. Không bận thì đừng cho lên, kiểu này bận. 4.700 cây anh em nhá, bản 2021 hay 2022 đây, để em kiểm tra 2021 ạ. Biển 19H1 28302. Đây là nước mắm ăn dần. Rồi, đúng đến giờ gần trưa rồi, một số các bác ở quanh đang gọi là nước mắm ăn dần. Nấu ăn đúng không ạ? Nước mắm ăn dần thơm thế. 4.700 cây 2021 nha anh em nhá, bản VBA. Giá hợp lý thôi, mới các anh ạ, mới bây giờ nó vẫn sấp xỉ 50. Exciter và NVX luôn luôn có sự cạnh tranh nhất định. Đồng thế. Những các bản mới đều xem 50. Nhưng khi các bác mua cũ lợi cực kỳ nhiều. Em cũng luôn luôn khuyến khích các bác cân đối với những dòng xe thể thao này, xe côn này, hãy nên cân đối xe cũ. Chơi một thời gian bán, lỗ rất là ít. Vì cái người đầu tiên lỗ rồi, tuy là lỗ cao hơn Honda nhưng mình không bị cái đoạn lỗ đầu tiên. Ví dụ như hơn 50 triệu em mua của bác ấy, xem có 33 triệu thì các bác thấy đúng không, hoàn toàn là 17 triệu đó là cái của bác đầu tiên. Nên là các bác mà dùng chơi một thời gian không dùng đổi xe khác thì dùng Exciter sẽ có những cái hợp lý nhất định. Dòng xe cũ nhé, dòng xe cũ của Yamaha luôn luôn được ưu ái ở những điểm đấy. Rồi trên line này em để cho chiếc này anh em mình có nhu cầu 34 triệu. Cũng là hợp lý rồi đúng không ạ? Mua 33 cộng vậy là gọi là lỗ rồi đấy. Thực tế là các bác cân đối chốt được cho em, nó vẫn là cái câu chuyện quá smart cây. Đấy, hàng là hàng VVA, lên được cái đuôi này thôi. Biển 19, chắc nhược điểm biển 19 màu vàng, nhưng vàng có xám đen thì cũng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Vẫn câu chuyện tiếp tục Exciter đúng không ạ? Vừa rồi là bản 155, bây giờ là một bản 150 thôi. Màu bạc, bạc ngọc trai. Đấy, đều là những cái bản thể thao đẹp, đặc biệt là giá thành. Những chiếc này các bác bây giờ có nhu cầu nhé, em cũng phải trao đổi thật, nó như Way thôi. Bác nào mà đang mua Way có 110 mới đấy ạ, mà cần sang một chút thể thao côn tay thì cái số tiền đấy các bác chuyển luôn sang con côn tay này cho em. Hàng đèn LED, màu bạc sần, biển Hà Nội. Giá thành lại vô cùng yêu thương. Đấy, bản mới rồi nhá, 2019, chính rồi. Chủ 25 triệu. Nhớ cho em là bản bạc sần anh em nhá. Rồi, form đèn LED này 25 triệu mà 2019 mà biển Hà Nội. Đây công tác tắt máy này. Hôm qua em like một chiếc biển 28 cũng phải xem giá đấy, nhưng mà nó là màu đỏ sật. Đấy, thì khả năng chuộng hơn hay không thì cái này nhu cầu mỗi bác. Thì nếu bác nào mà thật sự chuộng nhiều khi anh em hợp mệnh anh em. Đúng ạ. Rồi. Anh em mệnh này là mệnh kim. Đấy, hôm qua con qua là màu đỏ. Mệnh đỏ là mệnh thổ, mệnh hỏa. Đẹp luôn. Đây, đấy, con này mệnh kim thì bao đỉnh rồi. Đây cái kỷ niệm nhé, nó là bản kỷ niệm. 25 triệu thôi các anh ạ. Ra máy vẫn chống đổ, chưa dùng nhưng chưa được phát chức năng. Báo với này tranh nhá, cho anh em rửa nhá. Đấy, lốp này là lốp vẫn còn đấy, nhưng mà thôi nó mòn rồi. Câu chuyện lốp thì mòn, còn nhưng mà mòn. Các bác nhìn nhá. Xe cứ vứt sang rửa. 8 đăng ký sang đầu 2019. Rất đẹp. Lốp này rồi, đúng là còn đây này các bác này, lốp 2018 đấy. Tuần 50 2018. Gọn. Zin hết, có 25 triệu thôi. Bác nào mà thật sự đang có nhu cầu cần một chiếc xe côn tay thì nghiên cứu cân đối cho em nhá. Lốp trước này còn luôn, cả đôi lốp còn mà giá thế này thì các bác thấy hợp lý không ạ?
mua Wazer RX bây giờ chưa đăng ký cũng phải giá này, bản đắt. Nhưng các bác mà chuyển sang cái chạy tơ rất hợp lý. Mua cụ những dòng xe này là em lại rất khuyến khích các bác cố gắng. Vì nó so với mới nó lên rẻ rất nhiều. Cái con xe mà lai từ trên tầng mà X-Size mấy chiếc này, nó vết này mang đi rửa hết cho chị xong cũng cho lên tầng nhá. Vâng, chào tất cả các anh em đang có mặt trên cả hai bếp. Anh em có thể chia sẻ comment. Con NX ngày hôm nay ấy, NX này 150 này. Nhông với lốp anh tưởng pin. Vâng, lốp sau khả năng là phải thay. Nhông thì nó cũng không đắt lắm, lốp thôi. Cả nhông cả xích đâu đó em nghĩ tầm khoảng 500-700 là hợp lý. 25 triệu con Exciter 150 vừa xong màu bạc anh em nhá. Có vào bác phải đi 2 năm nữa, đến 3 năm nữa bác mới phải xử lý sửa chữa tiếp tục. Vì đấy là cái mình vẫn gọi là chuyển động thì các bác cũng xác định những cái dòng xe cũ lốp nhông xích hay là má phanh mình cũng nên chủ động giúp em vì mình thay mình lại được lợi để mình đi lâu dài ạ. Vâng. Exciter bao nhiêu? 25 triệu nhá. 25 triệu anh em ạ. Vâng, anh Hoàng Thạch Kiên đang hỏi hôm nay Đức đi giày nhìn đẹp thế Dung lấy vợ chưa? Lên xe số đi anh vô bảo rồi, có xe số. Chưa lấy đâu anh ạ. Ế rồi. Con đấy giá 22 triệu được không bạn? Anh Minh Minh. 22 triệu không được anh ạ. Không được anh ạ. 25 triệu. Vâng. Và em cũng ra lộc một xíu thôi. Đăng ký 2019 nhá. Cảm ơn anh Vũ Đoàn đã bổ quả xẻ. Em cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ bài giúp anh em Nguyễn đã comment. AB à, AB 13,5 không được anh ạ. 14 năm là giá em cũng là like vì nó là hàng 6 nan đẹp mạng. Hàng coi như địch. Cái giá 13,5 anh hoàn toàn lấy được những chiếc có thể là 5 nan thôi anh nhá. Rồi, tiếp theo một đây, chiếc xe số ạ. Vẫn nhớ chiếc này. Waya 110 màu xanh anh em nhá. Những năm 2023 bắt đầu ra những cái màu cuối 2022 là ra cái đen trắng xanh này hoặc là đen trắng này. 29Z. Rồi. Đấy, xe số có xe số luôn 29Z177313. Đấy anh em là thích những dòng xe lướt lát, thực ra những dòng Honda này lướt lát nó không lỗ nhiều mọi người nhá. Chạy có 4.000 km thôi. Đấy, 4.400 km. Đấy. Những xe này từ đêm vào bảo chị em bảo vào rồi vứt rửa đi vừa xong chị gọi rồi đấy. Giá thì tháng 4 2023 18.800.000. Những cái giá quay thì đúng không ạ? Câu chuyện của Exciter lãi cả mười mấy 20 triệu. Nhưng sang đến Exciter thì nó thật sự là rượu nhạt bán người nhớ, rất hợp lý thôi. Em mua cũng không hề rẻ, những cái chiếc lướt thế này chạy có 4.000 cây, xe của tháng 4 hay tháng 9 2023 thì các anh em biết rồi đúng không ạ? Có bán trả góp không anh Xuân Điển? 8.800.000. Có bán trả góp anh ơi, có bán trả góp ạ. Có gì để chê đâu, hay là cái lốp này vẫn còn dày. Đây, không phải thay lốp thì các bác dùng những xe lướt rất rất mới, lốp về có dùng thêm 2 vạn nữa cũng chưa phải thay các bác nhá. Lốp zin theo xe hết. Anh có em gái hai đây. Con rồi, em có lấy còn không? 10 2023. Zin hết, zin hết. Anh Hoàng Thạch Kiên. Chán quá. Anh em nó chưa vợ anh ạ. Thôi để em giới thiệu cho anh Caramel. Rồi. Anh cho anh Caramel. Tiếp tục đây, tiếp tục đây. Đức nó chưa có vợ. Anh có Caramel có vợ rồi. Thế là thôi cũng gọi là để cho em con nào nó tơ tơ thì cổ thân nó cứ tủm tà tủm tỉm chết. Con bé nó cứ con bé nó cứ chờ với đợi tưởng giới thiệu con nào không giới thiệu, giới thiệu con hai mái hai con chết giờ. Anh ấy tốt tính quá. Đức nhà em là chưa lập gia đình nhá. Hàng là gần 40 năm vẫn gần 40 năm rồi nhỉ? Gần 40. 30 mấy năm, 30 mấy rồi mùa xuân rồi. 88 89. Rồi không sao, nói chung là kiên trì. Năm nay 36 rồi. Kiên trì chờ đợi 37 rồi. Ngày thành công. 37 mùa xuân rồi chưa biết nắm cổ tay ai, quên chưa biết nằm cùng giường với ai. Đấy anh em nào có em thì giới thiệu cho em nó, còn cái rồi. Chị mà hai con đấy thôi giới thiệu cho anh Caramel hộ em. Vẫn rất nhiều đúng không ạ? Vẫn rất nhiều. Vẫn nhà em xếp em thống kê đâu anh có 7-8 người rồi. Anh em có danh sách thì cũng có thể nhắn tin lên để không, bây giờ, giao lưu kết nối. Bây giờ là Hoàng Kiên ở nhà dai ế cực nhiều. Lại chuyển sang đưa đò xe này, đưa cả đò đây. Các anh em luôn. Nhờ cộng đồng mạng. Nhờ cộng đồng mạng tìm vợ hộ. Rồi tiếp theo anh em nhé, một chiếc xe côn, vẫn xe là côn. Xe côn, giá lại dưới có 20 thôi. Câu chuyện của những cái dòng xe gần mất. Như là để chạy dịch vụ, chạy kinh dịch vụ là kiếm ra tiền là rất hợp lý những dòng xe này. Vừa đi chơi vừa đi làm. Cảm ơn anh Nhất Huy Vũ. Thì thoảng cũng phải lên giao lưu và buôn dưa lê với anh em tí cho nó có khí thế. Anh Hiệp nhóm nhào để nó mới vui chứ. Đúng ạ. Vâng.
Đức quần jean máy chưa bổ cũng chưa biết anh em ạ. Chưa biết được. Ai biết đâu nhiều khi man cố nắp bét bẹt rồi. Win đó, Winner đó bao nhiêu tiền? Ok anh, đây, có luôn. Biển 36 nhá. Hàng 6 số của Winner Honda máy 100. 2017 anh em ạ. Máy jean ạ. Anh ơi, vâng, quay gần cho em. Hàng này thì là máy jean rồi các anh ạ. Anh em nhìn nhá. Đấy, tất cả jean này, 2017, năm sản xuất 2017 này. Đấy, bánh bánh tam nan, tem vẫn còn jean theo xe. 16.800.000. Vâng, tay sách thì có bán tỉa đấy ạ. Biển 36B. Con này ôi. 6. Lốp còn đâu? Tuần thứ 52/2017 rồi. Đấy lốp còn. Ừ. Bác nào xe côn mà chạy dịch vụ đi ăn đi làm kiếm ra tiền, tất cả các phím này đẹp lắm, tay nắm còn zin, phím bấm này các bác nhìn, đúng không? Đồ sần vẫn còn nguyên bản hết, đúng không? Hàng zin vâng, có 16.800.000 thôi. 16.800.000 anh em nhá, 2017 ạ. Vâng. Đấy, chơi những dòng này có phải là chạy đường trường, chạy đi xa, lai đông đồ nặng hoặc cần đi những cái khách dài thoải mái rất hợp lý luôn nhá. Mai em lấy chồng từ năm 20 tuổi, em tảo hôn, à quên, không phải tảo hôn, 19 tuổi. Vừa tròn 18 cái là lên xe hoa ngay. Đúng mà, nghỉ học cấp 3 xong phát lấy chồng luôn mà. Chỉ có đợi tốt nghiệp cấp 3 hoàn thành là thì chờ đâu, mãi, chờ mãi. Đâu, mồm thì đi thi đại học anh em ạ, đi lên, lúc đấy là nó ở cái gì nhỉ, cũng là vườn Bách Thú Bách Thảo, mất là cái trường đấy là trường gì em quên mất tên luôn. Em đi lên em thi, em quyết định em thi. Đấy, em thi xong bắt đầu bảo là trượt, phát về báo trượt, em bảo là nhất định em phải đi học, không bao giờ em nghỉ học. Đấy, thế chả hiểu sao năm trước năm sau lấy chồng, chán. Vâng. Winner bao nhiêu? 16 triệu nha anh Kim, 16.800.000 anh Kim Nguyễn nhá. 16.800.000 đây. Basic. Đây, Basic trước Win biển 16 hôm qua có khách cọc rồi anh ạ. Nhanh đấy ạ. Vâng. Tối hôm qua có anh cọc rồi. Mời anh em đến với một chiếc Basic, em vẫn còn một chiếc Win nhá, Win biển 14. Basic 2010 thôi, một mẫu Basic đời đầu. Những cái bác trung tuổi thường là sẽ thích form này và cả màu này, màu vàng đồng da lươn, đúng không ạ? Và những cái năm 2010, 11 là Basic này thì cực kỳ được các bác săn lùng và chuộng. Chạy máy 125 cũng đã được công nghệ Honda để êm rất là để từ rồi nên nó êm, nó tiết kiệm xăng. Sẽ hợp lý cho các bác với phân khúc tiền hợp lý dưới 20. Có thể cân đối cho em những mẫu Basic nhỏ gọn đời đầu này nhá. Vâng. Đấy, anh em nào thích dòng này giá thì cũng dưới 20 thôi anh em ạ. Vâng. 29E00423 anh em L2010. 10 màu da lươn. Thôi nó cũng 17.800.000, 17.800.000. Đúng không ạ? Toàn những cái phân khúc giá mà cũng không còn nhiều. 22 triệu được không? Cũng được anh em, 25 vâng. triệu có nick size màu bạc đúng không? Màu bố bạc lên anh ạ. 22 triệu anh có nhưng lại lấy màu khác hoặc cái đời trước một chút, chứ nếu mà cái đời đèn led đấy con có gái tân thì có cô gần nhà chưa chồng 53 tuổi rồi còn tân ba vòng. Anh còn đưa các cái hàng ba vòng bằng nhau Đức là sao? Mê anh caramel lắc đầu hết thôi, chưa thấy anh nào, anh em nào gật cả nhá. Tân ba vòng bằng nhau là như nào, chả hiểu, em không hiểu. Hơi tròn tròn ba vòng bằng nhau. Ba vòng bằng vâng. Nhau nó 53 tuổi rồi, 53 tuổi thì bằng kiểu gì nhỉ? Các chị hơi béo một chút, ý là anh để ok, chiếc này là 17.800.000 nhá. Rồi. Một trong những bản Basic được các bác dùng màu da lươn anh em nhá. Máy 125 cốp rộng. Đấy, rất là hay mà kiểu dáng ngồi nhá. Em ấn tượng những cái dòng này được ngồi rất là sang luôn. Đấy các bác nào mà dòng ngồi Basic từ những cái form dáng ngồi sau đúng không ạ? Để chân này. Rất không là còn nhiều anh em nhá, những cái dòng này không còn nhiều rồi. Dừng sản xuất rồi. Vâng, ngừng sản form xuất. Form này không? Thì hết 2013 14 là dừng nhưng mà những cái form đời cao thì họ còn sản xuất thêm một thời gian nữa. Basic đời cao lại đắt. Với cái vâng. giá 178 thì gần như các bác lựa chọn AB cũng có thể bước sang dòng này một cách rất dễ dàng. Đây, nếu không thì các bác quay về AB. Đây máy một chiếc 2014. Máy zin nhá. Đèn bi là có vì em vừa mới mua, đặc biệt là màu trắng thì cái việc lộ xước là không thể tránh được. Nên là những xe này em mua tối hôm qua khách đổi quay thì em cũng trao đổi là sẽ chưa có chi phí dọn nhá. Dọn sẽ là chi phí sau. Đấy các bác. Hàng trắng cũng không phải sơn đâu, đằng sau này không cần đâu, đằng trước không, đằng trước một chút spa lại thôi, ra máy này vẫn được này. Máy vẫn đang nổ suốt trong quá trình lai này các bác này. Thụt không có chảy dầu gì riết gì các bạn. Điện N5. Đấy. Hàng trắng mà giữ được như thế này là em nghĩ là cũng tổng quan một chiếc xe được. Cổ bô vẫn còn zin này, máy thì nguyên rồi, hôm qua em đã kiểm tra. Giờ chỉ là vấn đề về spa lại đằng trước một chút cộng với đánh bóng gọn đẹp, kiểm tra dầu máy, còi đèn xin nhá.
Rồi, mới về anh em nhá, 2014 bản đèn bi đấy, xe vẫn còn chưa được dọn dẹp gì cả. Điều là cái form dáng này bây giờ bán lại chạy các bác, giá dưới 20 mà giá rất tiền. Dễ bán. Quan trọng giá tiền. Chiếc đỏ hôm qua em cũng đã có anh khách đặt like, hôm qua có anh khách đến hôm nay lấy rồi. Đấy. Thì chiếc này em cũng thôi cộng ra hợp lý thôi, bán cho anh em mình là 19.500. Đấy. Anh muốn coi lại con Basic cả anh. Em Đức em lại vận chuyển đi rồi anh ạ. Hình thức vuông ván anh nhá. Đồ đạc đều, đặc biệt nó cũng 17.800, rất là hợp lý rồi mới cho một chiếc Basic 2010. Đúng rồi. Chiếc này thì là 19.500. Rồi, cũng không cần phải dọn nhiều đâu anh em ạ. 125 đề từ đề êm. Được form dáng và biển Hà Nội. Đấy các bác có thể cân đối, chắc phải dăm 300.000 nếu vài trăm tổng quan có không chỉ 300-400 là cũng em nghĩ là cũng được thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây máy đây các bác có thể nghe nhá. Cực kỳ êm và chắc đúng không ạ? 19.500 cho một chiếc 2014. Vâng. Biển Hà Nội, đúng không ạ? LED màu anh trắng. Anh Tuấn Nguyễn đang hỏi là có con AB nào 2010 thật chất không em? Em có hàng cũng bình bình thôi. Đúng rồi, nếu mà thật chất. Rồi 14 năm hai bên nhà còn một vài chiếc đen cũng chỉ phân khúc 15 16. Nếu ở những chiếc LED 2010 chất, anh phải xác định lấy tầm lô 2 một chút thì đúng có rồi. Những chất như bữa trước bên em mua, anh chủ đòi bằng được 20. Sau đó bên em mua thành công được là 19 mấy đấy, em bán ra thì có 21 triệu. Đấy, đã xác định mà anh em mà mua cái xe mà tầm thật chất thì phải tầm trên 20. Mà chưa được đời chót anh em, chất đấy chỉ là 209, 5 nan. Đúng rồi, còn nếu mà anh em mua có những con bây giờ lên tầm 30, vẫn 30 triệu. Đấy, mọi người thì không tin đúng không? Mọi người không nghĩ ra là những cái đời 2010, 2009, 2010 bây giờ có những con 30, hơn 30 triệu. Chạy quá ít anh em ạ, nhưng mà cũng ít, không có nhiều đâu. Bây giờ ví dụ như anh em mà mua cái tầm khoảng hơn 20, tầm khoảng 2, 3 triệu là xe đã tương đối là xuất sắc rồi. Thế còn là ví dụ như bên em hiện tại đang có những cái con xe tầm khoảng phân khúc tầm 15, hơn chục, tầm 14-15 triệu. 15. Vâng. Đấy. Đây anh là Bùi Tuyên, Vision. 150 có không bạn? SH em rất nhiều anh ơi. Đời mới đời cũ em có đủ luôn nha anh nhá. Rồi một chiếc Vision màu đỏ dành cho chị em mệnh thổ mệnh hỏa 2017 bản khóa chìa. Biển 36 anh ơi cho em một vòng đi. Một vòng biển 36B598941. 22.500. Được đời cao, màu đỏ đẹp. Đấy, biển tỉnh thôi, chứ còn đúng ra nếu các bác không quá tập trung quan tâm về biển, có thể cân đối cho em những cái mẫu Vision này. Ưu điểm là nhỏ, nhẹ, chạy rất là gọn và lạnh. Đấy là những cái đặc trưng của Vision luôn luôn nhắc nhở các bác. Tiết kiệm xăng, nhẹ, nhẹ, nhỏ, lạnh. Anh Nga này, anh ấy đang bảo em cái gì đấy? Em đọc hộ chị cái, có mắt chị cận không đọc cái được. Lợn lái hay. Em hay và hiền thì anh lại gửi đấy, em gái thế cho em không sao, cứ có lòng là em chưa nhận thôi, nhưng mà anh em có lòng là em cảm ơn nhá. Đấy, anh khen em nói hay và hiền là em thích rồi, ít ra là anh vẫn là khen em hôm nay hay hiền đúng rồi, rất hiền. Các anh cứ đến trực tiếp năm 2 rất thích giao lưu với tất cả các anh em khách hàng của xe máy Hoàng Kiên nhá. Đấy, đến rồi. Bắt tay chào hỏi anh Sơn Phạm Đình, cảm ơn rồi, rồi. 22.500 nhá. Anh em nào có nhu cầu hãy cân đối cho em. Đặc biệt là nó đã mắt còn em đẹp cận. Mắt em những cái đấy là nhiều khi em côm lệch lạc để cho em nó đọc nó mới ra tề. Cảm nhận được đúng không ạ? Cái lòng tốt của tất cả những anh em khách hàng. Vâng, cảm ơn nhá. Vâng. Tiếp tục. Lên Vision Chanel đi em đang hết Vision Chanel rồi. Có vâng, còn rồi. Chanel thì chế cơ hôm qua có anh em like những anh em cọc mất rồi. Có con Ablet bản 5 nan hoặc 6 nan cũng được. Quay anh xem màu trắng ý. Em vừa mới quay. Nãy em vừa quay rồi anh. Hai chiếc luôn đúng anh nhá. Em có hai chiếc Ablet màu trắng. Hoàng Minh Ngọc. Rồi, vừa quay rồi. Anh có thể bảo các bạn online anh gửi lại. Anh bảo các bạn. Quay đúng vừa rồi. Em quay khá chi tiết. Kể cả máy em cũng báo luôn. Một chiếc thì hôm qua em like là máy zin. Còn một chiếc hôm nay là chỉnh đầu. Đấy em báo luôn để anh có thể nắm bắt lựa chọn cái phân khúc mình và cái dòng mình ưng nhá. Màu trắng. Đây, chế cơ thôi. Được cái là đời cao. Chế cơ đời chót rồi mà lại chủ còn đầu tư những cái nẹp mạ này lên, các anh em nhìn đẹp đúng không ạ? Đấy mà các cái quả tem này nhìn rất là trông chắc chắn, cái đồ sần còn zin nhìn đẹp. Đây là một em không biết mệnh bọ cạp bọ ghét gì đâu anh ạ, em mệnh mệnh em không rõ đâu. Em thấy rất là ưng với những chiếc này. Nhược điểm thì là thủ sau phải thay cốt thôi, chứ em nghĩ chưa phải thay đi, tại vì thực tế đây em có thể kiểm tra luôn cho các anh em xem thực tế đây rất là ok đúng không? Đấy. Chưa có vấn đề gì mà phải thay hết nún, mà nó kịch thì nó mới lỗi đây chưa sao, nên là mình chỉ cần thay phớt thôi. Thống tiện còn các cái cao su này thì mình thay đơn giản mà có mấy chục nghìn một đôi để các anh em thay thôi, chưa đến 100.000 cả hai bên thay cho em. Đấy là những cái mà em nghĩ phải làm. Còn tay sách thì em nghĩ được, chiếc này chính ra các anh em ạ không cần phải đầu tư dọn luôn đấy, như em nói mất mấy chục đấy thôi, chứ còn ti phớt thì cũng mấy chục nghìn. Đồ sần tổng quan là đẹp, hình thức này nó vuông vắn gầm này,
các cái vị trí mà nó hay lỗi nhất anh em nhìn cực kỳ chắc. Còn máy thì đây em đã trực tiếp test và chạy được, ok lắm. Máy chiếc này đạt tiêu chuẩn để anh em có thể cân đối. Nước thì rút xăng hơi nhiều, anh em nghe nhá. Đúng ạ, rất ok về cái máy, không có gì để lo, pha pheo đồ đạc, ok. Cái việc này thì không thể tránh được. Nó bạc theo thời gian anh em ạ, để ngoài nắng. Nó lốp trước lốp sau dày, không phải thay. Đấy, biển lên được biển 5 số rồi. 29i1 14905. Giá để cho anh em mình mộc mạc trên line này chưa dọn 8 triệu. Bây giờ mà với cái phân khúc giá này các bác chọn lết khó, thật sự là khó luôn, đúng không ạ? 8 triệu biển Hà Nội. Mà hình hài thì cũng vuông vắn. Đồ đạc thì 8 triệu đồng anh em nhá, 8 triệu đồng một chiếc Ablet bản chế cơ màu đỏ. Đổ xăng và chạy. Nó cũng vừa tiền thôi. Xăng, nhưng mà nếu mà là dòng Honda thì cũng rất được các anh em công nhận là không đến mức độ gọi là quá tốn như những dòng lớn chế cơ hay là những dòng Novo Athena, đúng không ạ? Về việc tốn thì nó như máy click ấy, máy 110, anh em chị em nào đi rồi có thể thấy, không đến mức độ quá lo lắng đâu. Được cái là máy ngon, hình cứng, 8 triệu thôi, chưa bao dọn. Anh Đào Kỳ đang hỏi con Vision biển 36 nãy là bao nhiêu tiền nhỉ? Con này là 22 triệu 500. Dọn xong rồi. Anh tiền gấu trúc quay XI 150 2016 2017 đi anh. Tầm đấy bây giờ giá yêu cực kỳ. Đúng em rồi, có hơn chục triệu một chiếc cho anh tiền gấu trúc nhá. Triệu. Em có một chiếc đen sần rất đẹp, không biết ông nọ dọn xong lại chưa kịp like, đen sần. Nhất Thủy Vũ. Kỳ đẹp luôn. 2018 giá chỉ xem hai một chút thôi anh nhé. Tầm 20 lẻ mấy, màu đen sần. Chắc em phải bảo bản thức đưa xuống trước đấy, đúng là em mua hôm đấy lại chưa dài được. Tiếp ạ. Rồi. Tiếp theo một chiếc Cablet bản 2011 nha mọi người nhá, bản đầu to 2011 màu trắng. Em nổ cho anh em nghe luôn, tại vì những cái dòng này nó là vừa được, vừa như là được máy zin, em đã kiểm tra rồi. Máy zin này. Rồi, mà tiếng máy zin, các anh em cùng xem cái dòng vàng của em được chỉnh dòng ấy, máy zin này. Hàng máy zin hết rồi. Cái ốc trục đồ đạc này, lửa sau này, ra máy này, còn hết đấy ạ, còn hết để các bác yên tâm. Cái này chỉ bảo dưỡng lại chút côn thôi. Biển 18 Nam Định. Dạ. Nhược điểm thì tí nữa lên trên này em sẽ chỉ hai cái nhược điểm của xe này thôi. Nhất là thụt này nó gọi là phải thay phớt đấy, để lâu năm. Thứ hai là cái ổ khóa này, nó hơi lỗi một chút này, các bác nhìn này, đây là khóa đánh cộng với cái bánh từ nó bị hỏng, cần thì có thể thay giúp em. Anh Hoàng Mạnh, em cũng không có đâu, em thôi em buôn máy rồi anh ạ. Đây là nó vỡ mất cái sợ rồi nắp xi nhan này anh em nhá. Đấy, chưa dọn dẹp gì nhá. Thì thôi mộc mạc anh em nào lấy về thì dọn, còn không thì cứ để bên kỹ thuật em, chắc là trong ngày 1 ngày 2 sẽ hoàn thiện dọn lên. Dọn xong thì cái giá nó sẽ có một chút thay đổi. Còn hiện tại để mộc em để cho anh em mình là 11 triệu. Rất hợp lý. Máy zin đời 2012. Đúng rồi, con này là máy zin anh ạ. 2011. 2011, máy zin 2011. Còn anh Hoàng Minh Ngọc đang hỏi cái con Ablet bản FI một mắt kia là 14 triệu 500. 14 triệu 500, con đấy con đấy thì là con đấy hình như năm nan sờ ta lại 6 nan. 6 nan chưa? Rồi, nẹp mạ 6 nan. Ở 6 nan rồi nha anh Hoàng Minh Ngọc nhá. Nẹp mạ 6 nan. Cơ thì còn, đầu thì chỉnh, nhiên lửa đằng trước này có sờ ba lại, nửa đằng sau là sơn zin. Vâng, anh Hoàng Mạnh ơi, chưa có đâu ạ. XI 2010 chưa có đâu. Thực ra là em có, nhưng hôm qua đã có anh em lấy ngay khi chưa kịp lên like. Đấy, cũng phải báo cũng vẫn mua được anh ạ. Anh có thể chú ý từng đường like của em, hoặc có anh bảo các bạn online gửi ảnh luôn để chốt khi chưa được đông đảo các anh em săn lùng, vì thật sự dòng đấy nó hơi hot. Chiếc này 11 triệu, chưa có bao dọn. Anh em sẽ phải chắc tầm 300 nghìn nữa thì sau đấy nó sẽ hoàn thiện cho một chiếc đế hàng máy zin mà đời 2011, FI. Tất cả những cái như là tiết kiệm xăng này, sửa dễ sửa chữa này, gọi là rẻ nữa cũng được rồi, rất là hợp lý, đúng không ạ? Còn nói chung là không thể xuất sắc được bằng những cái suất cao. Em quay xe. Nhược điểm. Đây. Xăng bên nhà 62, 64 rồi anh ạ. Tại vì là bọn em quay thì thường quay đấy, xong phát là phải bê đi, xong là bắt đầu bê con khác vào. Đấy, anh bảo với các bạn nhân viên, các bạn gửi cho anh nhá, anh nhá. Các em gửi hình ảnh con 6 nan cho anh Hoàng Minh Ngọc. Mấy xe rồi, shop mua không có ạ. Em vẫn mua anh Nhất Huy, mê Nhất Hoàng Dung. Vâng, anh phải mê cả xe nữa. Vâng, anh phải mê xe của em nhá, anh nhá. Cảm ơn anh rất là nếu nhiều. Nếu không thì anh cũng chia sẻ cho em để được nhiều các anh em biết đến được anh nhiều mà, xe hơn. Anh mê em không thôi là toi đấy, em không bán được hàng là thôi, em cũng không dám lên sóng đâu đấy. Vâng. Bêu xấu hổ mà. Không lên được. Không được lên đi anh em ạ. Anh phải cũng được việc, anh em đây về lên phải giới thiệu phải được Hoàng việc. Mạnh, anh là fan cứng của xe máy Hoàng Kiên mà chẳng báo anh gì cả. Vâng, thực tế nó nhanh quá anh ạ. Cái thời điểm xe 4 số thì tối em mua, chắc là tối em mua. Nhưng mà sáng thì 8 giờ, chưa 8 giờ đã là có hai khách tranh nhau. Thế là thôi, một ông em giám đốc Hoàng Kiên và đến xử lý
ngon ngọt quá. Tại vì là cái dòng đấy bây giờ nó cũng ít đi anh em. Thế nên em ra cái đấy miền Nam lấy như, hầu như là trong miền Nam là lấy là chính. Thế nên em ra là miền Bắc bây giờ cũng hết. Số tay à? À không, trước đấy của em số tự động thôi anh ạ. Chưa được côn tay anh nhé. Chứ đấy là côn tự động thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đang ủng hộ trên cả hai fanpage. Mong các anh em có thể chia sẻ. Cũng là đến giờ gần giờ nghỉ trưa của tất cả các anh chị em khách hàng rồi. Các anh cho em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Xem có thể lựa chọn, có thể cân đối, suy nghĩ. Các anh mà đang có nhu cầu mà lấy áo của em Đức in phúc cho em nó sau giờ live nhá anh em nhá. Bây giờ giờ live là giờ live. À, nên là không cho được số. Cũng hẹn lắm. Ờ, xin chào hai chị em, cảm ơn anh. Thôi, chứ còn cũng hẹn lắm. Được cái dáng đẹp trẻ trung đúng không ạ? Không, thực ra là em nó rất là tuyệt vời đấy. Em nói thật, một người đàn ông của gia đình đấy. Đúng một người đàn ông của gia đình. Dung không đi du lịch cùng anh kia là em không anh ơi. Ở nhà mới buôn dưa lê được, ở nhà mới hạ giá mới phá giá được cho anh em. Thành chữ chào các em. Vâng, em chào anh, chào tất cả các anh em. Anh Nguyễn Yên, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi lại tiếp tục không. Mai về ít xe quá. Lại ít xe quá lại tống cổ. Đội thống kê lại like bao xe rồi. Đúng rồi. Đủ là lại cắt lương. Giảm thưởng. 2019 anh em nhá, một chiếc Winner X 2019. Con này được cái là CBS nhưng mà nó là bản X nên nhìn dáng dấp của nó đẹp. Là dán sần, dán sần. Đấy, lẫn là đỏ sần nhưng lại dán sần. Nhìn nó trông nó con đấy hơn. Con X con gì nhỉ? Con Ablet 2010 đấy, sơn bắn tỉa anh nhá. Vâng, tỉa sơn đằng trước. Sơn bắn tỉa rồi anh Hoàng Minh Ngọc ạ. Con đấy sơn bắn tỉa. Lúc nãy em có like xong anh xem lại like giúp em hộ em phát hoặc các bạn sẽ cắt like ra cho anh. Đấy, bắn tỉa vì nó là màu trắng từ 2010 đến giờ hầu như là nó bị xước sát, nó bị tránh được. Đúng rồi, bắt buộc phải sơn tỉa lại. Máy thì có thể là còn zin. Máy con đấy em xem đã còn zin không? Em báo rồi có hai chiếc, một chiếc là zin, còn chiếc vừa em like là cơ còn thôi. Đấy, còn lại vẫn bị chỉnh đầu, không tránh được anh nhá. Rồi, tiếp theo một mẫu Winner. Bản thân chiếc này vẫn nhớ rất rõ, mua lỗ rồi, mua là 29 triệu cơ. Chính xác là mua 29 triệu. Bây giờ là bán 28 triệu, vẫn là câu chuyện bán báo lại giá để các anh em cân đối nhá. Bản là Winner X, máy zin, sơn zin, lốp cũng zin. Đấy, ốc trục còn chưa tháo. Không tự dưng mà bọn em mua ở cái giá đây, các bác nhìn cái mực sơn còn này. Ốc này chưa một lần vặn. Mua 29 triệu đâu, nhưng mà do thời giá lúc đấy nó đúng với giá trị xe. Nó đẹp, nó chất mà các bác vẫn còn đang săn lùng nên em mua cao, lốp dày này các bác nhìn này. Nhưng mà thôi thời gian trôi đi thì cũng giá phải xuống. Xuống hòa không xong thì bây giờ là xuống lỗ. Bây giờ để cho các anh em mình 28 triệu đồng anh nhá. 2019 đây là hiện CBS. Tại là đang sần. Hàng lỗ đấy. Cực đẹp, cực kỳ đẹp. Zin hết, tất cả các mép này không có một xước đâu. Đây là dán nhá bác nhá, dán ni lông sần thôi. Ni lông nhìn sần là nhìn qua chứ không phải là bản ba lớp. Tay phanh cùi đều ngon hết, càng ốc trục lốp đều zin. Đây các cái để chân này các bác có thể kiểm tra vén lên xem luôn đúng không? Đây, xem luôn chưa một lần xước. Để căn này. Đây, có em này. Cứ nổ cho phát cho nó máu đi. 29 này, xích này, nhông xích thì thôi khỏi là hay nhá. À ngủ yên tâm. Lốp sau cũng là zin hết. Các bạn để lâu trong không nhà quá rồi. Tí nữa cái này cho hết cho Bảo Tranh nhá. Bảo Tranh luôn những cái nó con này vứt ra, bảo chị Dung chị bảo rửa luôn những con này, không để này đâu, bẩn này. Đấy. Vâng, anh Nguyễn Ảnh mấy lần đi qua chở khách qua cửa hàng anh chị đứng lại xem cũng mê mà chưa đủ tiền. Rồi ok anh em cứ xem em là xem bọn em là được, có cho em xin nút chia sẻ là được. Anh chưa mua bây giờ mai sau có thể anh lúc anh cần anh có thể nhớ lại và cũng có thể cân đối đúng không ạ? Hoặc người quen cũng có thể đang có nhu cầu cần mà chưa biết được đến cái đường like này thì cũng mong các anh chị có thể một chút chia sẻ. Nhiều khi cũng vui đúng không anh em, nhiều khi anh em một anh em tận mũi Cà Mau, một anh em tận Hà Nội. Đấy, vẫn giao lưu, vẫn gặp nhau, vẫn giao lưu ở đây, vẫn nói chuyện với nhau bình thường đúng không ạ? Đấy, nói chuyện với nhau bình thường mặc dù mình chưa gặp nhau lần nào. Đấy. Nên làm ra là rất là vui. Nhiều khi là ra đường anh em họ gặp chào Hồng Dung nhé, thực sự rất là hạnh phúc. Cái quan trọng nhất là không phải là người nổi tiếng hay không nổi tiếng, nhưng mà thực ra là mình cũng chỉ là người bán hàng thôi. Đấy, được các anh em. Đúng rồi, được anh em rất là tin tưởng và quý mến. Và rất mừng rồi. Rất là cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều mọi người nhé. Đấy, cảm ơn tất cả anh chị em đang đi qua đây, nhiều khi thấy anh em cứ chào chị Dung nhá. Ok, rất là vui, thật sự rất là hạnh phúc. Các anh em đến cứ phải chào một cái, bắt tay cái đã đúng không? Rất là cảm ơn nhá. Rồi anh Nhất VV mê xe lên mới xem nhưng xem video lại thấy mê Hoàng Dung thêm. Rồi anh em thôi được cũng không sao. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cứ mê cả xe cả Hoàng Dung cả công ty em là được rồi. Thiệp này đẹp trai thế, COL. Vâng. Vâng. Thôi cũng anh em khen vừa vừa thôi không.
Nói rất riêng. Ok, cảm ơn anh nhá. Đấy, đấy. Được, bác cứ vào xem win. Tí nữa em xem gì cho em. Nhá, anh cả kiểm tra cho em. Cảm ơn anh nhá. Đấy, đấy, đấy. Vẫn đẹp hơn ở trên live anh em ạ. Đẹp hơn trên TV. Vâng. Vâng. Anh vào trong nhà đi, em xem nào. Chị Thoa, chị tiếp anh. Anh cứ yên tâm, chị em tiếp anh là đến hơn trốn rồi. Rồi. Đấy, khách hàng. Rồi tiếp theo anh em nhá, không lại cứ buôn dưa lê lan man. Tí về toi 2015 anh em nhá. Rồi, biển là B1 Cầu Giấy. Giá đích 2015. Biển 29P1445443. Một vòng cho em anh ơi, 9.800.000. 9.800 thôi. Đấy, các bác ủng hộ nhiều xem nhiều. Chế cơ nhưng mà quay thì các bác đừng quá cầu kỳ về cái bản chế cơ hay chế việt. Tiết kiệm xăng thì nó cũng đã là đặc trưng rồi, quay mà còn cái nào tiết kiệm xăng hơn được nữa đâu. Đấy. Cốp thì rộng, giờ đích. Chiếc này thì bô hơi bục một chút thôi, chứ còn về tổng quan xe thì cũng là theo năm tháng, đặc biệt là với cái giá tiền 9.500.000 thì bây giờ các bác cũng không có nhiều lựa chọn với những chiếc quay giờ đích được. Đấy, phải khẳng định với các bác là cái giá quay 9.500.000 chỉ là những chiếc quay S, quay giờ S thôi. Mà em bán quay giờ đích giá này rất hợp lý. 9.500.000 nhá. Vâng. Bô hơi hở một chút. Tổng quan thì nó đều theo năm tháng nên cũng thật sự dọn thì cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Thôi em cứ để mộc bán cho các anh em đi ăn đi làm, đi dịch vụ. Cô xin. Bay rồi ai? Cái gì 31 đi ạ? Con. Em chỉ còn biển 16 biển 14. Anh. Rồi. Anh chào anh em hộ em câu. Tôi ngại lên TV lắm. Đấy, khách hàng anh em ạ. Dạ vâng. Có là anh cứ cọc luôn giúp em nhé anh nhé. Dạ đấy, vâng. Những khách hàng cứ xem live xong qua ủng hộ. Em có mua anh ơi. Chào, hỏi, anh Hải Cao Quang. 9.500.000 thôi. Đang hỏi là có mua xe không em? Có chứ. Em có mua thì em mới bán được chứ, đúng không ạ? Cứ xe an ninh chuẩn là bước 1 bên anh nhá. Sau con đấy AB. Công tai nạn ngập nước chuẩn chất lượng một chút mắt là xong. Đi shop anh Phạm vừa lên mấy chiếc rồi mà anh. Yeah. Tí nữa xem lại giúp em nhá. Cảm ơn anh. Hello Hoàng Kiên đang ở Điện Biên mà. Vâng, xin em ở đây. Còn em và chị Dung vẫn ở nhà để phục vụ anh em. Cảm ơn anh Nguyễn Bình. Hoàng Dung gọn gàng không sồ sề to như xe lít. Vâng. Chị vẫn hay đi xe lít anh Nguyễn Khánh ạ. Rồi, em không thích xe lít, em thích đi Vision anh em ạ. Tại vì hôm qua Thiệp nó nói câu đi bỏ lít sồ sề làm em cười chảy hết nước mắt. Anh Đức Nguyễn bảo ông đó có biển 31 đấy lấy không. Anh gửi ảnh cho em đi anh Đức Nguyễn ơi. Để em mua xong đã, còn anh ấy lấy hay không thì lại là câu chuyện khác. Hợp anh ấy lấy, còn nếu hợp em vẫn là người mua trước. Đặt ở đây đã anh nhé. Rồi tiếp tục một chiếc SH tiếp theo anh em nhá, 2010. Cũng đã từng like rồi, hôm nay lại xuống giá nữa đi. Mấy chiếc nhập khẩu này đã like lại là phải xuống giá để các anh em nào. Rồi anh em nào là tem của vào sớm nhất cho em. SH nhập khẩu anh em ơi, tem của SH nhập khẩu thì làm cho em con này được không ạ? Bản hai đĩa nhá. Để cho em. SH nhập khẩu nhá anh em nhá, màu trắng. Anh dành cho anh em là thích đam mê nhập khẩu. 9 triệu để chốt hai em nhé, anh Nguyễn Trọng Dự. 9.500.000 anh ạ. Thật sự cố là quay mà em cộng bỏng 500.000 cố lên anh ơi. Anh Dự ơi cố lên. 500.000 nữa cố lên anh em, mình sắp bắt tay nhau được rồi. Mình 2010 bản 2 đĩa. Có những chiếc ở trong nhà chưa đến 70 triệu. Có ông con có xe cho đi nào không em? Chút. Anh em đang có thể cân đối. Hai chiếc màu trắng đều bản 125, đầu máy là 1.2. Vẫn phải nổ cho anh em. Hơn, vuông vắn hơn, chắc chắn hơn thì giá cho các anh em mình là 72 triệu. Rồi. Được cái kiểu dáng đúng không ạ? Luôn được đánh giá kiểu dáng SH này là kiểu dáng đẹp, kiểu dáng sang. SH nhập ấy, kiểu dáng đẹp và sang nhất. Đời trước thì chỉ được màu cà phê là các anh em tin dùng và chuẩn cao thôi. Còn các màu khác là các anh em chưa thật sự ưng và thích. Nhưng các cái đời sau này thì em thấy từ những màu trắng hay là đen hay là sâm banh hay là đỏ đều được các anh em dùng rất là nhiều. Và được đánh giá là một trong những mẫu SH đẹp, đến cả những dòng SH Việt cũng lấy cái kiểu dáng và cảm ứng của xe này để độ hay gọi là Việt độ nhập là sẽ lấy cái kiểu dáng như thế này. Đấy các anh em để thấy được cái kiểu dáng đúng không? Thiết kế của người Ý, độ nhập của Ý mà thiết kế của người Ý cực kỳ ok. Oppo vẫn zin để các bác nhìn thấy dáng. Rồi. Đúng ạ, đồ đủ luôn xong rồi. Rất là ok luôn. Sơn này là bác nhìn được giá ni lông với sơn này vẫn là sơn zin được. Sơn bóc ni lông ra đây là sơn zin các bác. Tay sách thì sở ba lại. Đây tất cả các cái này đều còn của xe ấy. Biển cũng rất là cân đúng không ạ?
72 triệu thôi. Đây các bác nhìn. 72 triệu đồng nha anh em nhé. Thực ra những con nhập khẩu này rất là nhiều anh em chuộng đấy, mà sao mà em lại để trong nhà, em lại chưa bán được ra nhỉ? Máy có tiệm một chút ở mép trên này. Lấy này 023 em xem lại, anh Trần Hữu Thanh. Anh ơi, lấy này 023 em có nha anh nhá. Rồi. Hôm qua em có like rồi, chắc này Đức không lên con led đời cao nào cả. Đúng rồi ạ. Vâng. 72 triệu thôi. Một bản led 125. Không shop. Có luôn ạ. Khóa sâm cây và khóa thường đều đủ hết. Có anh ạ. Đó đi 16 em bán rồi anh Nguyễn Nam Ly ơi. Bán. Nguyễn Nam Ly. AB đời 2018, 2019 không shop có anh ạ. Anh Hùng ơi, Hùng Mạnh. Gần 30 anh nhá. Ừ. Có cả 2020, 21 đều. Có con Alpha đời 2005 máy trắng à. Nào không? Anh đang khổng. Đang đang khổng. Dòng đấy em đang hết anh ạ. Có một chiếc biển 36. 36 xe vừa vừa tiền thôi. Đúng anh rồi. Ạ. Vâng. 9 triệu mấy thôi. Vâng. 9 triệu rưỡi thôi. Có nghĩa là cái con đấy thì nó là dành cho anh em đi ăn tạm thôi. Anh Nhất Huy Vũ 71. Anh ơi còn một chút nữa thôi, anh liên hệ đi. Em cũng có thể ra lộc mà, những dòng SH nhập. Nhưng mà để bớt cả triệu thì anh phải cân đối. Anh có... Lưu Dực Như đang hỏi con này máy sao. Con SH vẫn chạm đầu. Cô thì vẫn còn anh nhá, cô thì còn máy chạm. Em có mấy chiếc SH 125 phần đa. Đều là những chiếc phải chỉnh qua cái tiếng lạch tạch, lạch cạch ở trên đầu. Và nó hay bị thấm nên phải xử lý khô. Thì bắt buộc anh nhá, đây là cái không thể tránh được. Xe nào 7 triệu, xe gì cũng được. Nhiều chứ anh Nguyễn Thu, Nguyễn Thực. Anh làm con quay giới đích máy đầu to. Anh Bình Tạ Thiệp lại sắp sửa lại được uống bia Lào rồi. Em thì lại chưa bia rượu được một lần nào, không có khả năng này. Sếp mang về chắc là đồ ăn thôi, chứ còn thức uống thì nước lọc anh nhá. Giờ chuyển sâu về nước lọc rồi. Rồi, đây tiếp theo lên cho các anh em một chiếc bản 20 được đăng ký 2023. Rồi. Nhấn mạnh luôn để các anh em vào thẳng. Xe sản xuất tất cả các chi tiết của 2022. Của cuối 2022 nhưng đăng ký được tận 2023. Đây các anh em nhìn càng này, tháng 11 2022. 20 tháng 11 2022 là nó sinh cái càng này ra khỏi cái lò tôi luyện. Đấy, nên là cái việc vài tháng sau nó lắp ráp thành công và đăng ký sang tận 23 là hợp lý thôi. Zin hết này, các cái ốc trục xanh vẫn còn màu xanh được. Hai vạch được chưa? Mực sơn chưa tháo, phanh phiếc chưa bảo dưỡng. Tất nhiên đây là toàn những hàng nước. Tuần thứ 32 2022 của lốp. Gáy trên này thôi. 2022 sản xuất cả xe 2022 nhưng đăng ký lăn bánh là sang 2023 rồi. Vâng. Bản khóa sơ mắt cây gọi là bản cao cấp. Vâng. Một màu khóa đỏ. Hàng lướt thêm công tắc tắt 3 nút có thêm dấu chấm. 3.343 km chuẩn luôn để các anh chị em có thể cân đối một chiếc xe lướt để phục vụ cho nhu cầu của mình. Giá 33.500.000 là những cái ngưỡng giá dành cho những chiếc vi sườn lướt 3.000 cây. Biển 2 rồi. Một anh em nhá, 53396 2023. Đăng ký 2023. Tay sách này, zin luôn. Vẫn còn zin luôn theo đúng xe đúng anh em nhé. Cái tay sách này. Đấy, nổ đơn luôn cho anh em nghe. Cô vẫn là zin. Thực ra những cái dòng này thì chẳng có gì siêu lạnh rồi. Đúng rồi. Nó là siêu lướt, cực kỳ lạnh. Tại chạy có 3.300 cây nên cũng chưa có gì phải lăn tăn anh em ạ. Đấy, nó là siêu mới luôn. Màu đỏ dành cho chị em, anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em nhá. Đấy, dành cho anh em nếu mà anh em là thích về mệnh thì làm cho em vậy, còn không thích mệnh thì không quan trọng. Đấy, nhiều khi là nhiều anh em kiêng cứ muốn là phải kiếm con nào nó phải đúng mệnh. Cái đỏ này em thấy cũng đẹp mà. Vâng đúng không ạ? Đỏ có đen nên anh em nào không hợp đỏ thì lấy đen. Đen ngồi lên mà, lâu ngồi lên, đen để chân. Đấy nên ba màu. Không nhưng mà nói thật là nếu mà mệnh kim thì thôi cũng trừ màu đỏ. Trừ màu đỏ em là đặc biệt là không màu đỏ. Đặc biệt mệnh của em là mậu mệnh kim. Là đặc biệt là em không bao giờ em đi xe màu đỏ. Không bao giờ, không có nghĩa là không phải là không bao giờ. Diện thì em vẫn đi bình thường nhưng mà em không bao giờ em mua xe màu đỏ. Đặc biệt của em là màu trắng, màu vàng. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đen là em hay thích những cái màu đấy. Thì nó là không, nhiều khi cũng không hẳn là đặt nặng về vấn đề phong thủy. Nhưng mà có nghĩa là mình cảm giác mình thích ý. Đấy. Em Diệp hôm nay có câu nào cho chị Dung cười không? Hay cho câu sổ dế hôm qua? Chưa anh ạ. Hôm qua là bật tự nhiên em bật ra. Em thấy nó nói câu sổ xề đấy, em phép phí nhìn em cười cũng đó. Không giống mà đúng không các anh chị? Vâng. Lâu nhé. Yeah. Rồi anh Phong Ba 9.500.000 chốt 9 triệu ok không? Cố lên anh nhá. Mỏng lắm rồi ạ. Anh Phong Ba Tình Đời hỏi AB 2020 21 có anh nhá. Giá nó dao động tầm khoảng 32 đến 35. Rồi đổ anh lại thôi. Biển Hà Nội đấy ạ. Trương Phạm đang hỏi. Trương Phạm đang hỏi con Vision vừa xong bao nhiêu? 33.500.000. Quá sợ mất cây. Được 2023. Xe thì em vừa tả các anh em nhìn rất rất đẹp, không có gì để chê.
họa chăng là giá, biển Hà Nội nhá, họa chăng là giá. Thì cái giá thôi, các bác nào phải thật sự cũng là đã sử dụng những dòng xe liếc của Honda rồi thì mới cảm nhận được nó luôn luôn là gọi là không khốc liệt giá, gọi giá. Anh Hùng Ngô đang cứ bảo 9 triệu chốt luôn chị. Thôi em giảm mạnh dạn trên like, bớt cho anh thêm 200 nữa, 9 triệu 3 hay nhá. Chị Dung còn lan đột biến không? Tuấn Anh cố gắng, nếu đúng sở thích anh hay cố lên ạ. Vườn chị Dung còn cả một vườn nhưng mà kiểu cả năm không chạm. Anh Nguyễn Đại và chị Dung dáng Winner 6 số, Winner X hay là Winner ABS anh nhá. Hàng là Sơn Zin máy Zin hay như thế nào anh tả tất. Tiếp theo. Giờ gì còn Sơn Zin máy. Sơn thì Zin máy, à quên, máy không Zin, Sơn vẫn Zin. Ông đang bảo Winner mà em biết gì đâu. Kệ anh, nay nó hay dìm em lắm anh em ạ. Làm em nhưng mà nó hay dìm chị. Để cho chị thi thoảng chị cũng 9 triệu 3 cả giao nhà, nhà chị Hồng Ngô ở đâu anh? Anh ở đâu ạ? Rồi. Nếu mà gần đây thì có thể được, chứ còn nếu mà ở xa thì bọn vâng, em lại không. Lại tàu đường, đúng tàu rồi. Xe nó lại khó anh ạ. Thực ra bán những cái giá này là em cũng đã gọi là đưa xuống đến thấp nhất của mặt bằng rồi anh nhá. Đều cố là những cái giá để em, giao lưu các anh rồi. Đúng rồi, giá giao lưu, giá livestream là cái giá mà cộng có hơn 1 triệu, 2 triệu vâng. là cùng. Đấy anh nói thật, nhiều khi anh em đấy bọn em ra bên xe sang Nhật Tân. Nhật Tân, cầu Nhật Tân đấy đúng không anh? Cầu Nhật Tân đúng không? À, 9 triệu 3 là hết được, có hơn 1 triệu. 9 triệu 3, hơn 1 triệu. 9 triệu 3 nhỉ? Thôi cố lên 150 nữa để cho Grab đi anh nhá. Không nhiều nữa đâu, anh cố lên. 9 triệu 3 là để cho anh mộc mạc rồi, còn Grab thì 9 triệu trên hết có 150 thôi anh trả hộ em nhá. Rồi. Đấy. Anh Kiệp nay có nụ cười con gái lắm, chết con nhà người ta. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em nhá. Anh em đang ủng hộ rất nhiều đúng không ạ? Vẫn lên xe liên tục, đằng sau vẫn quát đi rất nhiều. SH hay là SH1 là những sản phẩm mà Đức thường sẽ đưa ra vào buổi cuối live. Đấy, nó gần mà, gần vị trí live thì Đức sẽ đặt ra. Nên anh em nào có nhu cầu có thể cùng theo dõi, hoặc những cái nhu cầu của anh em đang cần có thể báo để em báo Đức đưa ra phục vụ các anh em nhà mình. Rồi, một chiếc SH tiếp theo anh em nhá, 2021 ạ, 150 phanh ABS màu rồi, trắng. Được cái màu trắng rất là đẹp đúng không ạ? Được hơn 6.000 km anh em nhá. Màu trắng là màu mà rất hot và chạy trong những giai đoạn vừa rồi. 150 2021 được cả ABS, nói chung tất cả những cái gì tốt nhất nó đã rơi vào chiếc này rồi. Họa chăng thì là biển, nhưng với những các sản phẩm đắt tiền như thế này em cũng khuyến cáo các khách hàng không quá cầu kỳ về biển. Hãy để cái biển đằng sau cùng, vì mình lấy mình còn sang tên đổi chủ tên mình đúng không ạ? Cần gì về biển đâu. Xe đắt tiền thì các bác rút hồ sơ sang tên là chuyện bình thường, em lại ủng hộ. Còn xe rẻ thì các bác cân đối, nó là tiền nó cũng bằng một công rút mà lại rút cái xe có mấy triệu hoặc mười mấy hai mươi thì nó lãng phí quá. Hãy để những sản phẩm này xem 80 triệu các bác tập trung rút cho em sau rồi đăng ký đúng tiền đúng biển quê mình. Nên với những chiếc 150 ABS nhá, 150 ABS. Biển 36B8 anh em nhá, 21065 2021. 80 triệu thì các bác hoàn toàn có thể cân đối sử dụng. Em có cả biển 17 màu màu trắng thì phải đúng không ạ? Và biển 36 màu trắng, biển 17 màu đỏ, rất nhiều các biển tỉnh các màu. Nên các bác nào ở tỉnh xác định rút hồ sơ sang tên, hãy cân đối chọn cho em những mẫu xe biển tỉnh này, vì cái giá thành lúc mình mua nó sẽ rẻ hơn mới một đoạn rồi. Rẻ hơn mới rất nhiều luôn chứ không phải một đoạn, và rẻ hơn những biển Hà Nội một đoạn. Đấy, ví dụ như những chiếc này anh sẽ mua rẻ hơn Hà Nội tầm gần 10 triệu, nhưng rẻ hơn mới thì phải tầm hai mấy 30 triệu cơ. Nên các bác có thể lựa chọn xe cũ với những chiếc lướt. Lướt là gì? Là lốp láp đồ đạc còn nguyên vâng, zin hết. Anh Đức Nguyễn, các bạn ấy sẽ gửi báo giá với anh nhá, anh nhá. Zin hết. Gửi cho sếp xong là mới gửi cho anh báo giá cho anh. Các bác đúng vâng. Sở thích hãy liên hệ chốt sớm nhất cho em nhá. Hàng vâng. Siêu siêu đẹp. Đúng biển đúng tỉnh mà làm con này thì rất hợp tình hợp lý. Càng hợp lý hơn. Đúng rồi, nếu mà anh em ở xa thì không sao, rút được. Rút thoải mái. Đây. Con quay xám lông chuột 11 em mua 11 triệu giờ lấy sang thì như thế nào anh? Anh Hùng Ngô. Anh không nhớ và anh mua bao giờ? Anh hãy gửi anh mua lâu chưa anh Hùng Ngô? Để cân đối. Thực ra với những chiếc Voya thì em cũng báo với anh giá lỗ rất hợp lý thôi. Lanh quanh đôi triệu em nghĩ cũng là hợp lý. Còn anh mua bao lâu hoặc hình thức như thế nào? Thế nào thì em phải xem trực tiếp. Còn trên cái tinh thần quê áp xám lông chuột em vẫn báo trên live này. Bán 12, 13 là bình thường đúng không ạ? Nếu biển Hà Nội chắc có anh biển tỉnh đó. Hay là hình thức chất lượng như thế nào thì em phải xem trực tiếp sản phẩm. Rồi tiếp theo nha anh em nhá. Một chiếc em biển Hà Nội đấy. Biển 29X570489. Anh chị em nào không thích biển tỉnh thì cân đối cho em biển Hà Nội. Cũng là máy 150, cũng là 2021, 83 triệu. Nhưng nó lại không được ABS. Đấy, nhược điểm thôi. Còn đây anh em nhìn cái thụt này, 83 triệu, ánh kim 7 màu, đây là thụt kim rất là ít. Bà càng. Vâng, ok anh Đức Nguyễn ạ. Anh kia anh đang lấy SH anh mang ra. Rồi ok anh. Anh em nhìn này.
cái cổ bồ này. Xe nay mới là xe đi ít này, các bác nào mà thật sự tìm hiểu về xe thì sẽ thấy được là xe đi cực ít luôn, ông xanh ngắt luôn, cầu ngang vẫn còn. Ô xe này đi ít quá nhỉ, quá ít luôn. Rồi, con này đẹp nhở. Vâng, hàng là cực kỳ đi ít nha các bác nhá. Tay sách cũng còn zin luôn. Zin luôn. À, 793 cây. Tay cầm nút bấm này, anh em nhìn này. Sao? Này, đẹp không? 2021 anh em nhá, 7900 cây, bao phê. 83 triệu. Anh em nhớ cho em là có 793 cây chứ không phải 7000 đâu ạ. 700 nhá, tức là chưa được 1000. Trắng lúc nãy 80 triệu. 80, chiếc này thì 83 okay, triệu. Anh Phạm Đình Hùng, xe chạy chưa được 1000, có thể nhìn bằng những chi tiết mình cũng thấy đúng không ạ? Đây cái càng gì này, cái cầu ngang này nó còn cũng thật sự là giật mình luôn. Đó. Nhìn đến xe thì đẹp quá nên phải xem công tơ mét. Em đang dự kiến 1-2000 nhưng mà không nghĩ là nó có 700, là do 5 tháng nên cái tay lái nó bẩn thôi. Nó đất vào trong này thôi chứ không phải 700 cây. Oh, sorry, đây em đọc 7900, em có 793 cây. Đúng rồi. Giật mình. Đẹp như này làm sao mà 7000. Ừ, 793 cây anh em nhá. Để chân anh nhìn. Yên tay sách. Quá rồi anh vừa đặt cọc con SH biển 84462 đấy. Ok, anh cảm ơn anh Đức Nguyễn rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Như cảm ơn tất cả các anh em. Anh Hùng Ngô đang bảo là cái con biển số 372-28-100 hôm mua 11.200.000. Thực ra là nếu mà những cái dòng xe xe số không lỗi nhiều đâu anh nhá. Anh cứ lỗ cho em một xíu xong bắt đầu anh đổi sang xe khác là bình thường anh nhá. Hoặc là anh gửi cho em một chút thông tin ảnh nữa chứ anh hỏi chung thế này thì đúng là em chưa hình dung ra được anh nhá. Cũng rất tất là cả những thế cái thông cảm cho em. Những cái xe mà bọn em bán rồi là nó sẽ bị ao sang bên khác. Đấy, thế nên là không còn ở trên cái bảng giá mà bọn em đang livestream nữa. Thế nên em ra bọn em không kiểm tra được. 71.500.000 con SH ý. Ok, không em. Vâng, anh cứ liên hệ với các bạn online hay là anh vừa đặt cọc đấy ạ? Ví dụ anh mua một chiếc Dream Thái khoảng 45 triệu, anh muốn rút hồ sơ về Bắc Giang hết bao nhiêu? Phụ thuộc vào cái xe anh đang đi mà định rút đấy là biển ở đâu. Nếu mà biển quanh đây thì em xác định nó chỉ lanh quanh 2-3 triệu, nhưng còn biển xa xa hơn thì nó lại cao hơn. Đấy anh nhá, nó cũng phụ thuộc vào cái biển xe của anh nữa. Chứ cái tiền thì thực ra nó không quá nhiều đâu, tiền nó chỉ ảnh hưởng đến cái lúc anh đi đăng ký. Em gửi sang anh rồi đấy. Ok, anh Hùng Ngô đang bảo anh gửi sang. Em gửi sang cho anh rồi đấy. Vâng, cảm ơn tất cả các anh em đang ủng hộ. Càng về gần trưa lại được nhiều các anh em đang gần 600 anh em bên bếp màu xanh. Vâng. Và 200 anh em bên bếp màu đỏ. Các anh em bên bếp màu đỏ. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Rồi tiếp theo một chiếc SH1 màu. Màu này rất là ưng ý luôn. Em cũng rất thích cái màu này. Chị rất thích màu này. Từ cái màu nó xanh đá. Đúng rồi. Mà lại được thiết kế cái lòng lông. Nhược điểm thì có một chút nhưng nó là thể hiện sự zin nguyên bản các bác, nhưng một chút sơ xước. Bây giờ thay nó rất là khó anh em ạ, thay thì phải thay cả miếng đấy. Sơn lại thì nó lại sần, thì sơn lại nó không đảm bảo được, nó bong chóc rất là nhanh. Xinh đúng không mọi người? Chiếc SH1 rất là xinh xắn nhé mọi người nhá. Đấy, biển số này là 29S185962. Năm sản xuất 2018. Vâng, đăng ký được sang 2019. Đó là gần như đời cuối cùng của cái form dáng là SH1 đời form này. Đời form dáng thì như là đời đầu nhưng được thiết kế đồng hồ khóa smart key. Bây giờ đến thời điểm hiện tại SH1 cũng chỉ có ra hai kiểu dáng thôi, một kiểu form dáng đời đầu và một kiểu dáng form đèn led cộng với tay sách đuôi dài gọi là form dáng đời mới. Có hai form dáng của SH1 đến thời điểm hiện tại. Đây là đời đầu có khóa smart key, nó là đời cuối cùng của form dáng đời đầu. Đăng ký sang 2019 nhá. Giá tiền để cho các anh em mình trên live này là 46 triệu. Hello 500, 46 triệu 500. Cả dọn dẹp xong lên đây à? Em đây à? Để các anh em bao tiền em? 46 triệu 500. 46 triệu 500 anh em nhá. 2019 đăng ký 2019. Vâng. Đầy đủ hết cho anh em này. Gương lược chìa khóa đầy đủ cho anh em đây. Đấy, một chiếc 20 đăng ký 2019 SH1 nha anh em nhé. Đấy, anh em nào quan tâm thì làm cho em con này, màu xanh đá rất là đẹp. Hình hài cũng đẹp đều. Đấy, em thật rất là thích cái màu này, nó là màu rồi, nhã nhặn. Rồi, rất hợp lý, dọn dẹp đấy. Xong xuôi đâu đấy okay, rồi. Hết rồi đúng hai không? Khóa đầy đủ, hai gương đầy đủ. 46 triệu 500. Còn không? Còn con nào không? Đức can giờ chuẩn lắm, ít sai, nghề mê mâm chuẩn nét rồi. Đấy, thực ra đến lúc này em mới thấy là đông các anh em vừa nghỉ trưa là vào ủng hộ với rất là nhiều, rất nhiều anh chị em đang xem livestream rất là đông đấy. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Đấy, cũng là gặp mặt nhau đây rồi thì các anh em có những cái nhu cầu về thông tin xe gì, về nhu cầu xe gì có thể lên trao đổi để hai chị em được biết, để cũng là có những cái phương hướng của cửa hàng. Như các bác bây giờ thích gym hay thích những dòng gì có thể một nút comment để chị em cập nhật kịp để ủng hộ tất cả những các anh chị em nhé, mua về để giao lưu với các anh chị em đúng không ạ? Vâng,
xem còn anh em nào comment ở đây. Vâng. Mình đọc comment xong em xin phép em xuống like. Chị em cùng thích. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn Khanh Trần, Trần Tuấn Khanh nhá. Và cái màu nó rất là yêu anh em ạ. Cái màu ngoài trong nó là màu xanh đá, nó nhã, rất là nhã nhặn. Đấy, nhiều khi là anh muốn về hiệp này đẹp dài. Vâng, em cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các anh em. Gym Thái tầm anh em khen ít thôi ạ, để cho em nó phỏng mũi từ nãy giờ rồi. Khổ mũi miết các thứ nó phỏng nó đỏ từ nãy giờ rồi. Cứ khen là mừng rồi đúng không ạ? Vâng. Cho em xem xe số đi anh Tiệp Nguyễn chắc phải. Nhiều phết đấy anh ạ, nhiều lắm rồi, từ những chiếc giày đích đấy có hơn 9. Mà bên nhà con nhá, con Tiệp này đẹp dài. Ok anh muốn về. Cả con Gym Thái 45 triệu. Không còn con nào đúng không? Đúng rồi, Gym Thái hiện tại đang không còn. Có con AB nào không? AB bên em nhiều anh Nguyễn Thanh ơi, rất là nhiều đấy ạ. Hàng chiến lược luôn luôn phục vụ các anh em. Litlet Vision đúng không? Rất nhiều. Rất là nhiều. Vâng. Thế chắc là có lẽ là nó cũng muộn muộn rồi, rất là đông anh em vẫn đang xem livestream. Vâng. Đấy, hiện tại là xe bên em cũng rất là nhiều nha mọi người nhá. Những cái dòng xe số, xe ga, nhưng dòng xe nhiều tiền ít tiền cũng đầy đủ cho anh em lựa chọn đấy ạ. Nhưng mà cũng muộn muộn rồi, chắc là có lẽ là hai chị em xin phép xuống live để hẹn vào buổi live ngày hôm sau. Hẹn anh em vào buổi trưa ngày mai. Chiều nay Huệ nghỉ không ai được, nên năm ra là tí nữa chị về quê. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em một buổi trưa luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.